Cố lên, cố lên, cường ơi, cố lên. Vâng, thưa các bạn, và trên màn ảnh nhỏ của chúng tôi là một thanh niên đang bị ăn hành. Vô cái kem cho có ăn này. Đi đây. Chanh. Đây. Chanh thì quá bình thường rồi. À, ăn nè, con ạ. Một miếng nữa hết. Hello, chào các bạn. Hello, à, mình là Miu Seven. À, mình là bác sĩ em. Và hôm nay tụi mình quay trở lại với các bạn với một trò chơi mới, đó là bốc thăm. Bốc thăm ở đây thì mình sẽ bốc được những cái loại mà đồ ăn tương ứng đây. Nhưng với một điều kiện, khi người nào bốc được cái đồ ăn nào thì phải dùng cái món đồ ăn đó để chấm với muối ớt nha. Muối ớt siêu đậm đặc. Trên tay của mình đang có 10 lá thăm. 10 lá thăm này thì sẽ tương ứng với mỗi loại đồ ăn ở trong cái dĩa của mình. Đây, ví dụ như hành tím, mình có hành tím ha. Cái bên đây là gừng, mình sẽ có gừng. Tương tự là mình có kem, tỏi, ớt, sô-cô-la, phô mai, bánh quy, xúc xích, chanh. Tất nhiên là trong đây thì có những loại rồi cũng chấm muối ớt thì quá dễ ăn, quá ngon rồi, như chanh này, thấy không? Chấm muối ớt cực ngon rồi, nhưng mà cái này thì chấm muối ớt không biết có ăn được không. 10 lá thăm đó mình sẽ cho vô cái hũ này đó, và tụi mình sẽ bốc thăm, thì ai bốc được cái nào thì phải ăn cái đó với muối ớt nha. Và bây giờ không dài dòng, không dông dài nữa, mình bắt đầu đi vô chủ đề thôi. Chơi dứt. 1, 2, 3. Trời ơi, xui mấy. Chơi đây. Bốc giờ cái này. Bốc đi. Bốc giờ cao lên nha. Xúc xích. Ngon dữ vậy. Ngon ngon. Quá hên. Rồi, hình trước nha. Chấm hết cây nha. Gãy lần tưởng ra quá. Hết cây luôn hả? Ừ, chấm vô. Đây giống như ngày nay giống cái cây hàng của con chó. Hồ nghe. Mời bạn nha. Đây các ai. À, ăn đi. Ăn sao rồi kêu gộp 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 giống như mấy người ta làm đó. Ăn rồi ngon, cũng có chấm ớt ngon nè. Ngon mà hơi mặn nhiều quá. Rồi mỗi một lá thăm được loại bỏ là mình sẽ kê vô đây, mà nếu mà bốc nữa thì cũng có gì ăn nữa đâu. Hãy quên tao không lắc lên. Biết được địa chỉ đó là đúng không? Không là ngon. À, cứ lên gần. Chơi phải chơi đẹp lấy tiếng nha mấy bạn. Sắp lên. Rồi. Ok. Đó là mình đang sóc lọ. Sóc lọ. Tỏi. Đúng sóc lọ luôn đó. Tỏi, tỏi. Tỏi gừng, tỏi gừng, tỏi gừng. Anh em nhà mình có sắp xếp hết rồi. Tỏi gừng. Bánh ngọt. Bánh ngọt, đơn giản. Bánh ngọt lắm nha, cái đã ngọt rồi, ăn mặn vô là hơi bị khó chịu đó. Bánh ngọt. Thấm nhiều nhiều. Thấm nhiều nha. Bánh ớt nữa. Quậy lên ừ. Khó ăn đi. Anh em mình phải chơi những trò lầy lội luôn. Nó là thơm không? Ngọt với mặn thì sao chịu nổi. Cay nữa. Cảm giác sao anh cực? Lạ đúng không? Mặn ngọt có đủ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đau đớn mấy. Ăn cực. Kìa nó chỉ với tao nói sao tao nói vậy. Ờ thế rồi đó nè. Sắp lọ nữa à? Hai thanh niên thích sắp lọ. Giờ lên nha, giờ cao to banh ra. Sô-cô-la. Ôi à. Ôi, lại ngọt nữa à. Hai miếng đó. Một, cái gì hai miếng? Hai miếng. Nhiều ít vậy quá, ờ, ít quá. Tao chỉ mong bút được tỏi với lại chanh thôi. Chanh là ngon quá rồi. Bút quá à. Trời ơi, sao không sao trời.
ăn không? Cảm giác kỳ á, ngọt mặn 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 cay cay. Cái mùi sô cô la đó là nó vẫn giữ mùi đúng không? Mặn không à, hay nó mặn chét à? Mất vừa ngọt luôn hả? Dứt thêm miếng ớt xem nó mùi vị như nào. Ngộ mặn chết. Nói chung là dạ ăn thì có ăn. Khó lắm. Phải ngọt mà nó dính dính mặn mặn mặn. Có lời thấy mùi kìa. Có thể ai thấy ớt mà chấm muối ớt chưa? Nó mắc lại gừng ớt. Đang chưa cơ. Lại gừng ớt. Đúng rồi. Tỏi gừng ớt. Tỏi gừng ớt. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Đừng có đọc nha. Tỏi ơi, tỏi. Tỏi. Tỏi tỏi. Tỏi cho muối ớt. Này la à. Được, tỏi tao ăn được, tỏi ăn ngon. Nhưng mà cho muối ớt nè. Bình thường. Tỏi thì đó giờ thấy nước mắm thôi chứ nước ớt ăn thấy kỳ kỳ vậy. Không sao hết. Tỏi ăn ngon nữa là ngon. Ồ, đúng tụ ha. Ai thứ hai, đây phải ghi tiêu đề là hai thanh niên sắp lọ. Mai. Trời ơi, ngại ngọt nè. Mai sắp mùi. Cho anh không cục miếng được. Không được, phải chấm hết mà. Chấm nhiều vô. Ngon mà đúng không? Ngon. Ngon không? Bông hoa nó đã mặn sẵn rồi, mặn hơi mặn mặn rồi, chấm với muối mặn chết luôn. Mà nó béo 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 kỳ cái miệng lắm. Thôi, nói hai thanh niên. Đừng có nhầm nhau tỏ lên. Thấy chưa? Tao, giác sao? Được không? Mặn chết à? Chết nói chung là mặn chết. Rồi, tính còn sốc ra. Chanh. Chanh. Ớt. 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 Ớt tao không sợ mà tao sợ thành tím. Ớt. Ớt nào mà chứ ớt với cái mắc cười nè. Ớt. Cái gì? Ôi. Cái gì? Tỏi hả? Vãi. Tỏi hả nào mà. Vãi. Giờ lên, giờ lên. Muối ớt, ớt cho muối ớt. Cho muối ớt thôi. Ớt rồi anh, miếng rồi. Có ăn trái không ta? Không. Rồi ăn được nhiều ăn à. Thử thách là ăn hết trái chứ. Rồi, mà các bạn có thấy mà ớt cho muối ớt chưa? Nó mới đọc lại đó. Ớt cho muối ớt. Nhiều lên. Đâu rồi. Chứ o từng chanh. Rồi nha. Mặn đúng là ớt lần trước. Này cấp độ cao hơn, ớt chấm ớt. Sao anh cười? Sao anh cười? Sao im rồi? Chưa lửa không? Không chưa lửa. Có. Không chưa lửa. Có chưa lửa. Trời ơi. Cái kỳ cái lửa chết rồi. Năm nữa không? Cắn thì có chút xíu không thôi. Thêm nè, thêm nè. Hết luôn, ăn hùng lên. Không, miếng nữa rồi. Mặt đổ hôi rồi các bạn. Mấy cái mặt trường à, đổ mồ hôi đổ. Ớt là gì? Luôn. Khó khăn là phải chờ giá. Ai bác, cố lên. Số thích nhỏ. Cố lên, cố lên. Cường á, cố lên. Ớt thèm nó cay lắm á, phải đùa đâu. Cay ớt, ớt thèm cay cực. Cái ớt sừng bự bự vậy mà không cay á. Mà cái ớt thèm này mới cay à. Đừng vô gừng vô tỏi. Ơ tỏi. Đừng vô gừng vô hành tím nha. Gì đây? Hành tím. Mày chết cho mày rồi. Ôi ôi. Ê, anh ra mà hết cụ. Anh hết cụ à? Ừ. Cụ này thôi chứ. Không. Ớt thì cái cây thì không cảm cho anh Cường nó. Ngon mà giòn tan đúng không?
đâu. Hành người ta ăn sống được mà. Ôi, hăng lên tới mũi à. Cái này có con gà đó, chấm ngon lắm. Ui. Mai em cho anh Cường với một bài thôi nha. Cô bác sĩ em là thử thách ăn hai con gà. Hăng lắm, hăng lên tới mũi luôn. Người ta còn ăn sống được mà. Thôi, hăng lắm, thấy hăng là con. Cụ hơn. Không anh em, nhanh. Hành tốt chứ có gì đâu. Ớt thì nó cay còn không cạn được. Cái gì mà thở. Anh hành tốt lắm á. Tốt phổi. Hết luôn hả? Hết. Bỏ được mặt dạng này nè, cũng một phát luôn nè, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, và trên màn ảnh nhỏ của chúng tôi là một thanh niên đang bị ăn hành. Dạ, các bạn biết ăn hành là sao rồi đó. Cụ nha. Bình thường ngon mà ăn hành để ông nội Cường ông có tại quá ai hăng quá hăng cũng muộn ngạo quá dạ hăng dạ. Hăng lắm bỏ tới ăn kìa tại không tại không tại quá ai ông ngày mai là cái luật là không cho ông tại tập tiếp khó lắm rồi một cái lần này chăm rồi quá. Ê chanh rồi, chanh rồi, số tiền nợ là chanh. Ngất. Ngừng. Ngừng nha các bạn. Hay quá anh Cường ơi. Anh Cường ơi. Em khổ, em đau khổ thì anh phải đau khổ chứ. Ngất đi. Ngừng ăn cái ngon mà. Ngừng ăn cái củ thôi ăn được. Phải ăn. Đã rồi. Vậy thì mới vui chứ. Ngừng ngon là giả kẹm. Giả kẹm đó Cường. Gừng cho muối ớt quá đỉnh. Ôi rồi ôi. Ôi đồ môi con. Cha đổ. Thật le hết rồi. Quá ngọt. Ấm, ấm bụng không? Gừng là ấm bụng, không sao rồi hết. Mới ăn ớt, mới cắn ớt xong bây giờ ăn gừng. Sao ăn gừng thấy ok không? Ngon mà đúng không? Tại 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 ngon không? Được mà gừng cũng khỏe ăn, nó dạ cảm. Hôm qua em thấy anh cảm cảm hơi cảm cảm. Giờ là bóc gừng là đúng luôn anh Cường. Rồi quốc cái nữa đi, bỏ cái ra cho hai cho ra bỏ ra là. Chứ anh nhìn mặt anh nữa. Cái cổ này cũng hơi to. Tại vì mình cũng không phải là phải ép ăn hết. Vậy sao hành tím bắt em lên hết? Hành tím nó dễ. Dễ hả? Anh thử đi, nó thông lên tới mũi luôn á. Anh thử đi. Dễ. Mày, lấy mày thanh niên. Anh Cường già cả rồi. Năm nay... Râu ly em học được. Học nhận thấy à? Anh lại thông cảm cho người già chứ mày. 45, 45, 50 rồi. Anh thông cảm cho người già. Tôi năm nay trên 30 tuổi. Chưa từng thấy cái trường hợp nào nó như thế này. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Cái nữa nè. Ủa lấy. Hay quá anh Cường. Bởi tôi nói là giờ anh Cường câu gì không? Anh Cường anh biết câu gì không? Gừng càng già càng cay. Càng cay. Phải anh già anh phải anh gừng rồi đúng rồi. Không cảm xúc. Giác anh Cường. Vẫn cảm xúc rồi. Cho tôi xin một cho khán giả biết cảm giác anh như nào. Ngon ha. Chấm với ớt lạc đúng không? Ngon. Các bạn xem thái độ mặt con Cường. Đúng rồi. Rồi, để mình luôn đi. Anh Thủ vô thích, cái thích nói lời nào rồi. Vô cái kem cho có anh này. Ồ. Có con ăn cực kỳ. Cái thử thách này là cái thử thách này là cái gì là, đây? Là cùng mình đó. Chanh. Anh Cường chờ cái chanh lâu lắm rồi. Cái vui là cái chả bốc tam này mới hay nè. Đẹp không? Ừ. Đây. Rồi, ăn hết ăn vào luôn, đúng rồi. Ngon mà, chứ ăn chấm ớt là đúng đỉnh. Chua lắm. Nhưng mà nó chua. Nhưng mà nó có một cái như vậy nè, anh Cường. Ngọt, chanh, ớt, xúc xích. Ăn lộn xộn hồi đi thôi. Hồi nó không dành toilet nha. Chanh thì quá bình thường rồi. À, anh à, con à. Bảo đảm có nhiều người chỉ nước gãi. Món chua ngon. Chanh phải chua rồi. Mà bánh ăn ngon hơn mấy món kia.
Tại vì muối đúng cái muối ớt là thì chanh thì là ok rồi. Cũng ngon hơn, định hơn. Tao bảo đảm anh chưa rồi còn có cái cuối cùng. Hỏi bóp rồi. Hỏi bóp anh Cường ơi. Cũng ngon. Được. Kem chứ muối ớt. Ừ. Thôi bóp luôn đi cho khán giả biết đúng hạt kem không. Còn miếng nữa hay. Nó đường nó chua quá. Không, cái đắng đẹp quá. Bây giờ tới lượt ngọt nữa. Ê, coi chừng là cái dĩa nha, phải cái kem đâu đó. Kem lộc xanh, ngon, quá chuẩn. Quá ngọt. Thưa quý vị khán giả, cái này không thể chấm được với muối ớt. Vậy mới hay. Tại vì nó chảy nước ra rồi. Chảy nước rồi hả? Ờ. Rắc muối ớt vô hết. Ừ, đúng rồi. Có gì đâu, mình phải tương kế tụng kế chứ anh. Đúng, rắc muối ớt vô. Đúng không? Bây giờ anh rắc muối ớt vô. Lấy cái này anh múc vô. Không, mà múc vô rồi hút, hút. Chạy đi, ai biểu từ nãy giờ hai anh lâu quá. Ủa anh tưởng ra. Chạy là bỏ qua cho anh hả? Đâu được. Anh xét rồi đó, anh xét xẻ đôi ra bài nè. Đây cho kéo. Kéo. Đây, 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 kéo lại. Anh tưởng là chạy là bỏ qua cho anh hả? Quên đi. Quên đi. Ơi. Vậy biết còn ghê hơn thế nè. Rồi nắm mới cho anh đi sang. Phụ anh tay, mày anh già cả rồi, phụ anh tay. Chết. Rồi các bạn. Cũng đừng cho nhiều ớt quá, cho muốn nhiều nhiều chứ. Thôi cho nhiều đây đi. Ừ, nhiều đây nha. Bỏ được em mà. Nha. Ôi dù nữa nha. Được rồi. Miếng nữa. Rồi. Lắc lên. Rồi, quậy lên đều đi. Giờ cao cao lên nha. Cho ta thấy nước chậm lại nha. Ngon ngon ngon. Ừ, lâu ngày anh Cường chưa được ăn kem. Tuổi thơ, tuổi thơ lắm. Thơ bùa về. Đưa họ về hấu. Ừ đúng rồi đó. Ôi to. Còn 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 thế đây là nói có thăm mà anh thấy mà màn này không chơi được. Sao sao ăn gần nó cay, nó mặn, nó ngọt, nó mùi béo béo đủ vị. Có thử miếng không? Thử miếng đi luôn chị em, thử cho biết cái này không chơi được đâu. Ôi trời. Sao? Mặn cái cay, còn ngọt kỳ lắm kìa. Thử không camera em? Thôi thôi tao không biết nha, tao có tự không biết. Thua, bỏ đi. Rồi, cho cảm nhận sau cái màn trò chơi này như thế nào anh Cường? Thông minh hay là sáng tạo anh Cường? Ngu. Không cái ngu mình nào mà bằng cái ngu này. Nó còn phải là ngu, mà phải gọi là quá ngu. Không phải người ta già, không phải người ta ngu, mà bởi vì người ta quá ngu. Đây, để bạn xem thì bạn chẳng đấy rồi. Sau những trò chơi ngu dài. Rách bao tử giọng rồi. Để đừng dành toilet em nha. Ok, và một cái màn chơi ngu cũng đã xong rồi. Và video cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, subscribe và chia sẻ cho những cái màn hy sinh của tụi mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái gì đi? Nói chuyện khán giả đi. Cái gì đi? Mày nói đi chứ giờ cái miệng đâu nóng lắm, nói không được đâu. Bye bye khán giả. Bye bye.